Những anh em nào mà chúng ta đang bán hàng mà chúng ta đang thiếu những cái sản phẩm về chất lượng để giúp chúng ta có thể gia tăng được cái doanh số này và chúng ta giảm cái chi phí quảng cáo của chúng ta xuống. Và đặc biệt đó là chúng ta có thể bán cho khách hàng bán đi bán lại thì cái video này dành cho tất cả chúng ta. Thì xin chào tất cả bạn, hôm nay thì mình đang ngồi ở đây cùng với bạn Huy Nguyễn đấy. Thì một cái người em đã đồng hành với mình cách đây là cũng phải đến 7-8 năm về trước. Đấy, thế thì ngày xưa là Huy là một cái người rất là trẻ, không có kiến thức, không kỹ năng, không kinh nghiệm, không mối quan hệ, không tiền luôn đúng không Huy? Đấy, đúng rồi, chính xác. À, số 0 luôn. À, nhưng sau đó thì một thời gian sau thì bây giờ là Huy đã xây dựng được cho mình một cái sự nghiệp ở trên online và cũng đã bắt đầu xây dựng được cho mình những cái nền tảng ở trên mạng xã hội, video về quảng cáo, video về chia sẻ giá trị. Và cái việc mà chạy quảng cáo giá rất là rẻ, nhưng cái quan trọng đó là doanh số nó cũng tăng lên rất là cao. Và cái quan trọng ở đây là mình sẽ không có chú trọng quá nhiều vào doanh thu, mình sẽ tập trung vào đó là phần đó là lợi nhuận. Bởi vì doanh số mà chúng ta không có lợi nhuận thì nó cũng trở nên vô nghĩa, đúng không? Mà cái ở đây đó là chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta cái quảng cáo nó ngày càng giảm xuống và tỷ lệ chuyển đổi mua hàng nó cao lên, và làm thế nào để mà chúng ta tạo ra được cái lợi nhuận và làm thế nào để chúng ta phát triển được cái công việc kinh doanh bền vững, thì nó luôn phải đến từ những cái thứ như sau. Thứ nhất đó là về yếu tố về cái sản phẩm, đó là mình sản phẩm về chất lượng, cái mà từ những ngày đầu tiên mình đã nói với Huy về những cái điều đó. Cái thứ hai, sản phẩm nó phải có tính tái tiêu dùng, bởi vì hàng tháng người ta quay lại mua, thì tháng này mình có được 100 khách, tháng sau người ta có khoảng tầm 5-60 khách hàng quay lại mua lại, thì là doanh số nó sẽ tăng tiếp, nó cứ tăng đều theo thời gian. Và cái thứ ba đó là sản phẩm nó có phải tính đa dạng hóa về cái sản phẩm, tức là mình sẽ đi được một cái chiến lược đó là chăm sóc tận tâm cho từng gia đình. Và cái khi mà chúng ta xong bề mặt về sản phẩm rồi đó, thì cái yếu tố hai cái kỹ năng quan trọng để quyết định đến sự thành công của chúng ta bền vững một cách lâu dài liên tục, và càng làm chúng ta càng thành công, thì cái đầu tiên đó là kỹ năng về marketing, mà marketing ở đây tập trung vào việc đó chính là nội dung, cái cách mà làm sao để mà chúng ta làm ra được những nội dung để thuyết phục khách hàng mua được ở trên online. Và cái thứ hai đó là làm sao để mà khách hàng người ta ở trên đó là người ta nghe xong người ta muốn mua và người ta sẵn sàng chi tiền và chi tiền số tiền lớn cho mình. Và cái thứ ba đó là làm sao để chúng ta không bao giờ bị giới hạn về nội dung, tức là cái ý tưởng về mặt nội dung là chúng ta vô vàn luôn, và mỗi một sản phẩm chúng ta có thể làm được cả 300-400 cái video khác nhau để chúng ta chinh phục được cái khách hàng của mình. Và cái kỹ năng thứ hai là kỹ năng cũng cực kỳ quan trọng, đó là kỹ năng về bán hàng và chăm sóc khách hàng. Đấy, và làm thế nào để mà chúng ta gọi những cái cuộc gọi đầu tiên mà chúng ta có thể bán được những đơn hàng 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu cho một cái đơn hàng. Tức là chúng ta sẽ tập trung vào bán những cái phân khúc khách hàng giàu có. Thì hôm nay ở đây đang có bạn Huy, thì Huy có thể chia sẻ cùng với mọi người đó. Những cái ngày đầu tiên khi mà em bắt đầu đi học với anh hay làm cùng với anh ấy, thì em có những cái rào cản gì? Bởi vì anh biết rằng em phải từ ngoài Đà Nẵng mà em để vào thành phố Hồ Chí Minh ấy, để em đồng hành và bắt đầu theo làm cùng với anh, thì lúc đó thì em có những cái rào cản hay là có ngần ngại hay suy nghĩ gì không? Mà em phải một thời gian em mới quyết định ấy. Ok, đầu tiên là rất là cảm ơn anh Linh, một người thầy. Có nghĩa là anh Linh là giống dạng là một người thầy mà ảnh hưởng rất lớn trong cái sự nghiệp kinh doanh hay là phát triển bản thân của Huy ấy. Là cái hồi đầu mà Huy đang còn ở Đà Nẵng, lúc đấy là mình là sinh viên ấy, sau đấy là mình build những cái team mà bán hàng rong, rồi bán hàng ở vỉa hè, rồi bán hàng ở quán ăn vặt ấy. Thì nó chỉ kiếm đâu đó là rơi vào tầm 20 đến 50 triệu một tháng thôi. Nhưng mà hồi đấy là mục tiêu của mình rất lớn, hồi đấy là mình gọi là mục tiêu điên điên khùng khùng ấy. Hồi đấy là mình đang là sinh viên mà đặt mục tiêu là sau 5 năm ra trường là phải có là thu nhập từ 2 tỷ một tháng trở lên. Xong đấy là mình làm cái đấy nó cũng kiếm được tiền, nhưng mà bảo là nếu như mà mình làm tiếp rồi mình học tiếp nó cũng không đạt được 2 tỷ đâu. Xong đấy mình bắt đầu mình đi tìm thì cứ lên YouTube gõ thì nó ra anh Linh. Lúc đấy là một người anh, một người thầy mà mình rất là quý luôn. Xong đấy là mình coi từ online là mình đã thấy rất hay rồi. Thì mình nghe thông tin là hồi đấy là cái đội của anh Linh là bán hàng online mà bán rất là mạnh luôn. Đặc biệt là bán lăng cừu mùi mà một chai 800.000 mà bán số lượng ra kinh khủng khiếp luôn. Xong đấy là bắt đầu mình bảo là thôi được rồi, bây giờ mình phải bay vào Sài Gòn thôi, còn gì tính sau. Mà lúc đấy có một cái là lúc đấy Huy mới bắt đầu hồi 2017 ấy, vào Sài Gòn là cái tiền mà mình kiếm được từ cái việc mà mình kinh doanh nhỏ ấy là mình mua sách và mình đi học hết luôn. Có nghĩa là có bao nhiêu là đi học hết luôn, đi học mấy khóa ở ngoài Đà Nẵng ấy. Sau đấy là vào ấy, là cái tiền vé đến nỗi nhá, bởi vì hết tiền rồi, bởi vì mua sắm đồ vật dụng trong quán ấy, là nó hết tiền luôn. Xong đến nỗi là cũng phải vay là mượn ấy, mượn cô ấy là hơn 10 triệu đấy. Xong là đặt vé máy bay rồi vào, xong cuối cùng vào trong đấy mấy ngày ấy, thì
nó còn lúc đấy Huy nhớ là nó còn có 2,5 triệu thôi, mà Huy là ở chung phòng với lại anh Tài, với lại anh Linh, với lại anh Ngọc ở ngoài Thanh Hóa, còn anh Tài là ở Đồng Nai nhưng mà vào Hồ Chí Minh. Xong anh Linh kêu là qua bên đấy ở đi để gần văn phòng làm cho nó dễ. Thế là lúc đấy là anh Linh nhớ hiểu là cái tiền ấy là hàng mấy anh em góp là mỗi người là 1,5 triệu đấy. Mỗi người em à không, mỗi người 1,8 triệu chứ. Thì em lúc đấy là em bị một cái là em có hai cái suy nghĩ. Một là em sẽ bay về lại Đà Nẵng mấy ngày đầu ấy, bởi vì mấy ngày đầu chưa làm gì là đã hết tiền rồi mà, bởi vì chưa làm gì hết thì vào mấy ngày đầu tiêu đã hết tiền rồi. Xong là em có hai sự lựa chọn, một là về lại Đà Nẵng để tiếp tục cái sự nghiệp, tháng kiếm được vài chục rồi mai mốt tính sau. Hai là tiếp tục chiến đấu tiếp. Xong rồi là em suy nghĩ trong đầu là cùng lắm là mình dùng cái kỹ năng mà bán bánh lọc rồi bán dạo về hè, là nếu như mà lúc đấy mà đói quá thì chạy ra ngoài chợ ấy, kiếm mấy cái cô mà bán trái cây ấy, mượn trái cây đấy xong là bán, rồi chạy đi bán là lấy lại, còn cái tiền gốc phải trả lại cho mấy cô cũng được. Lúc đấy suy nghĩ trong đầu như thế, nhưng hên là lúc đấy em học được bên mình mới học được mấy ngày đầu ấy thì em biết lập page rồi cũng biết cái quảng cáo sơ sơ thôi. Xong bắt đầu em lên kiếm mấy cái chị mà bán hàng online ấy, em bảo là nếu mà nhập hàng của bên mình bán ấy thì em sẽ tặng cho cái page, với lại em hướng dẫn cho cái cách chạy quảng cáo cơ bản đấy. Thế là biết gì em chỉ đấy, xong là cũng có người đồng ý, xong là bắt đầu là có một chút tiền lời. Thế bắt đầu em dùng vào chạy quảng cáo. Thì cái hôm đấy là em nhớ là anh Linh có đăng cái lớp mà buổi tối ấy, lúc mà 7 giờ đến 9 giờ đêm ấy. Thì lúc đấy có Lương Minh Sang hướng dẫn nữa, với mấy bạn học chung ấy. Thì lúc đấy là cái ngày đầu tiên nhá, là học content, học tư duy với lại content. Cái ngày thứ hai học content, ngày thứ ba là bắt đầu là quảng cáo ra. Thì em không dám gọi. Xong rồi em kêu thằng Tú ấy, anh nhớ thằng Tú không? Thì nó bán được là cái đơn đầu tiên là nó bán được là 2 tip là giảm còn 1,4 triệu. Thì bắt đầu là còn em, sau em về là anh Tài bảo là ôi bán được hàng rồi, mày cũng gọi luôn đi, có số không gọi mai không gọi được đâu. Sau em bán thì hôm đấy là em nhớ là bán được tầm 7-8 triệu ấy, cũng lời cũng khá khá. Sau bắt đầu dùng 7-8 triệu hôm đấy hả? 7-8 triệu cái hôm mà chạy 7-8 triệu à, 7-8 triệu thì hôm đầu cái hôm thứ ba mà chạy ẹt mà ra khách đấy, buổi tối đó về là cái hôm đấy bán được tầm 7-5 triệu, lời nói chung là cũng lời khá khá. Thì bắt đầu lại dồn lại chạy quảng cáo, xong là chạy lên. Thế là làm dần lên. Thì hồi đấy là mấy cái năm đầu á là thu nhập là nó cũng bập bẹ là 70 triệu, 100 triệu một tháng rồi, cái hồi 2017 ấy. Thì bắt đầu làm lên. Thì bây giờ là cái team nó mạnh rồi, nói chung là bây giờ ngồi kệ thì nó dài lắm. Bây giờ là từ 2018 là bắt đầu là 2017 là Huy đi làm trợ giảng cho anh Linh thôi. Cho thầy Linh thôi, xong là bắt đầu là 2018 bắt đầu là mình dạy mấy cái lớp nhỏ ấy anh Linh. Thế em dạy cái lớp kèm mấy cái lớp mà vài người thôi. Xong đấy là bắt đầu là dạy lớp đông hơn. Thì 2018 cho đến 2020 là em về lại Đà Nẵng là bắt đầu mở mấy cái lớp đông đông hơn. Xong là em vừa kinh doanh vừa dạy. Thì hiện tại thì làm mấy cái team, em set up mấy cái team á, là cứ 5 nhân sự. Có nghĩa là 5 nhân sự là bao gồm 3 telesale, một marketing chủ yếu là chạy ad Facebook thôi chứ không có biết mô hình giống nhiều. Như ngày trước anh hướng dẫn đúng không? Đúng rồi, là có nghĩa là hồi xưa anh chị gì em cứ làm đấy, em không tuyển set up mấy cái mô hình đông đâu, bởi vì đông là nó dân số nó to nhưng mà cái hiệu quả nó không nhiều như cái team nhỏ mà mình nhân lên. Thế là em làm cái mô hình 5 nhân sự, 3 SEO, một marketing là chạy ad Facebook ấy, và một kế toán kiếm được đơn. Sau đấy là tạo ra cái thu nhập là trên dưới 100 triệu ngày cho một cái team đấy, và dân số là trên dưới 3 tỷ mỗi tháng đều luôn. Thì lợi nhuận là cái team đấy là mỗi tháng là tháng nào mà thấp thì cũng rơi vào 200-500 triệu một tháng tiền lợi nhuận ấy, ok, trừ phí. Còn mà tháng nào cao thì nó nhiều hơn. Thì xong đấy là cái bán lẻ là em lại set up thêm một vài cái mô hình như vậy cho một vài bảng lead. Xong là em cứ nhân rộng cái mô hình ra, cứ tiếp tục như thế. Bởi vì em thấy là làm mô hình SEO nhỏ như này 5 người mà hiệu quả ấy, xong rồi mình nhân lên chi phí nó cũng tăng lên, bởi vì người ta tự vận hành mà mình hỗ trợ mình coaching thêm thì người ta tự lead, người ta tự đầu tư luôn, người ta có tự có lợi nhuận luôn, còn mình là được cái phần trăm ít như thế thôi. Có nghĩa là mình được ít phần trăm thôi nhưng mà nó số lượng đông cái team như thế, nhưng là thu nhập mình tăng lên nhưng chi phí cũng tăng, với lại đầu óc nó nhẹ hơn so với mình tự làm cái team mà đông nhân sự đấy. Mà cái của mà người mà học bên anh Linh ấy, bên thầy Linh ấy, là cái rất hay đấy, là mọi người sẽ học được cái video bán hàng. Mọi người hình dung có những cái kênh á mà nó cả hàng triệu follow, hàng triệu lượt xem, nó cứ là follow rất là nhiều, lượt xem rất là nhiều, nhìn nó rất là hoành tráng, nhưng mà người ta kiếm được tiền rất là ít. Nhưng là nếu như mà chúng ta học được cái cách mà mọi người làm video bán hàng của thầy Linh ấy, thì lúc đấy là mọi người là không cần phải quá nhiều view, không cần phải quá nhiều follow mà vẫn bán được rất là nhiều hàng.
mà đặc biệt là những cái đơn hàng giá trị rất là cao. Và lúc đấy là chúng ta kiếm được tiền rất là nhiều khi mà kênh nó là chưa vào, nhiều bao lâu. Và có nhiều người cứ bảo là cứ xây thương hiệu đi, cứ làm nhân hiệu đi rồi mới bắt đầu mà bán được hàng. Nhưng không có các bạn ạ, Huy thấy là Huy bắt đầu những cái ngày đầu là mình đã bán hàng rồi, mà khi mình bán được hàng tự động mình có thương hiệu. Đấy, và cái thứ hai đấy là bên thầy Linh là có một cái hay đấy là cái kỹ năng telesell. Hồi đấy mà Huy học cái kỹ năng telesell đấy mà, bởi vì lúc đấy mình ban đầu có gì đâu thì mình có tiền lên hay là mình có sự nghiệp là cũng nhờ là kỹ năng bán hàng, kỹ năng telesell. Mà bởi vì mọi người hình dung là nếu như mà mọi người phải đi gặp từng người ấy, tư vấn với lại nói chuyện bán hàng nó rất cực. Nhưng mà telesell ấy là mọi người ở nhà thì mọi người có thể là gọi ai cũng được, mặc cái áo thun giống như Huy đang dùng ở đây, cũng mang áo thun, cũng mang cùng đùi thôi. Thì nhưng mà có nghĩa là kiếm được tiền nó rất là nhẹ nhàng, cứ gọi ở trong giường ngủ cũng bán được hàng, cũng kiếm được tiền, trong nhà vệ sinh cũng kiếm được tiền, đi thể dục, đi ngoài phòng gym cũng kiếm được tiền, có là ở đâu cũng kiếm được tiền nếu như chúng ta giỏi về kỹ năng về làm video và bán hàng qua telesell. Đấy, mà bán hàng telesell mà mọi người mà bán hàng telesell được ấy, không gặp nhau với khách hàng mà bán được, mà ra ngoài đường mà gặp nhau mặt luôn, gặp nhau gọi là mặt nhìn mặt luôn á, là bán càng dễ nữa. Và bán khi mà telesell giỏi, làm video giỏi, là đứng sân khấu giỏi luôn, đào tạo đông người giỏi luôn. Nói chung là cái kỹ năng làm video bán hàng giỏi với là telesell giỏi thì mọi người ra đứng trước đám đông hay là đào tạo rất là tự tin. Ok, cảm ơn em. Thì gần đấy là cái đợt vừa rồi anh mới cập nhật thêm cho mình những cái chiến lược về cái cách mà mình làm về content ấy. Thì anh có khoảng 21 tuần để mình cập nhật thêm những cái chiến lược về làm về content để mình mình có thể làm được 400 cái video khác nhau để mình tiếp cận ở những cái góc khác nhau ấy. Thì khi mà em được anh truyền lại, chia sẻ lại thêm là mới là dù chỉ mới có 4 tuần thôi nhá, nhưng em thấy là cái chiến lược đó nó như thế nào? Em hồi xưa là em học từ anh Linh á, từ thầy Linh á mọi người, là có nghĩa là quay video bán hàng, nhưng mà chủ yếu là hồi đấy là Huy học và Huy là chủ yếu là nói về công dụng thôi. Tức là khách hàng mua mình á, thứ nhất bởi vì người ta thấy mình năng lượng. Mình có nghĩa là hồi đấy là vừa gầy vừa xấu vừa ốm nha. Lúc đấy mới bắt đầu chạy thương hiệu của Huy ấy, là vừa gầy vừa xấu vừa ốm, nói tiếng địa phương nó ngọng nữa. Nó thỉnh thoảng là nói cà lăm cà cặp á. Nhưng là mình cứ chạy, nhưng mà được cái là mình tích cực, cái mình vui ấy, cái mặt mình lúc nào cũng cười tươi cười ấy. Xong rồi khách hàng mua từ đấy mà chủ yếu mình nói về công dụng. Nhưng mà sau này là Huy học cái mà lớp mà 21 tuần. Cái khóa mà 21 tuần mà content chuyển đổi bán hàng cao qua video ấy, thì là Huy bắt đầu nó phân tích sâu hơn về bệnh lý khách hàng, về là cái gọi là cái về cái sản phẩm ấy, phân tích sâu hơn là về cái thành phần này, về cái cơ chế hoạt động này, hay là về cái nhà máy này, hay là những cái ưu thế lợi thế của công ty này, hay là ưu thế lợi thế của cái bên thương hiệu của mình ấy. Tức là mình đi từng sâu, từng ngắt luôn. Cái thứ hai đấy là hồi đấy là quay video á, là bởi vì không có ý tưởng để mà quay nhiều, thành ra là cứ suốt ngày cứ đem ra toàn nói về công dụng, toàn nói về công dụng với nói về lợi ích thôi. Cái quay đi quẩn lại vẫn như thế thôi. Nhưng mà được cái là chịu làm thì nó vẫn có kết quả. Nhưng mà sau này là học cái lớp mà content chuyển đổi 21 tuần ấy, mà video bán hàng mà chuyển đổi cao ấy, thì mình thấy là quay video là không bị ý tưởng rồi, bởi vì nó có cái form biểu mẫu đấy rồi. Mình cứ nhìn vào đấy quay, thích lúc nào cứ đem ra quay, thích lúc nào đem quay, không bao giờ sợ bị ý tưởng. Mà cái nội dung nó rất là sâu, bởi vì nó đánh vào á, ví dụ như khách hàng về sức khỏe đúng không, là người ta hỏi, người ta hiểu, khi người ta coi người ta rất là hiểu về cái lý do người ta vì sao người ta phải mua liền, chứ người ta không có bị trì hoãn nữa. Ví dụ như đợt này là em áp dụng cái đấy ấy, thì em thấy là Huy áp dụng cái đấy, Huy thấy là cái khách hàng mà họ đang trì hoãn ấy thì từ trên online mình đã xử lý được rồi. Tức là mình làm những cái video đấy là ví dụ như người ta có những cái câu từ chối là mình đã xử lý được trên video luôn. Sau đấy là mình qua lại mấy bạn trợ lý của Huy ấy, hay là mấy bạn nhân viên của Huy ấy, mà telesell hay là Huy telesell ấy, thì nó nhẹ hơn. Cái thứ hai mà em dùng chính cái nội dung đấy luôn. Và sau đấy là gặp những cái khách mà họ coi video rồi, mà họ mua rồi thì không nói, mà họ chưa mua ấy, thì mình dùng cái bài đấy luôn, mình nói lại là họ không có trì hoãn nữa, họ mua luôn. Mà mua cái đơn to hơn bình thường luôn ấy, nó hay chứ. Hoặc là ví dụ như họ vừa mới mua xong là mình nói thêm cái là họ bắt đầu mua thêm một vài cái sản phẩm khác nữa. Đấy, để cho họ dùng cái hợp vào ấy. Đúng rồi. Chính xác. Đó là cái đó là dù em chỉ mới là 4 tuần thôi đúng không? Nhưng là dung thứ nhất là bây giờ là về mặt về ý tưởng, là mình không bao giờ bị cạn về ý tưởng nữa. Bởi vì mình đi được từ nhiều cái góc độ khác nhau. Từ việc là mình xử lý tất cả những cái lời từ chối ở trên online luôn. Đúng không? Rồi từ việc đó là mình hiểu được về cái cơ chế và nội dung của mình ấy, dù rất nhiều ý tưởng nhưng nội dung nào nó cũng rất là sâu sắc, nó rất là chi tiết, làm cho đi từng ngách một, từng cái một, làm cho khách hàng họ xem là họ sẽ xem từ đầu đến cuối và người ta sẽ quyết định, người ta mua hàng, người ta để lại thông tin của mình trên đó luôn.
đúng không? Rồi và khi mà mình làm theo cái phương pháp đó xong ấy, thì khi mình dùng cái phương pháp đó luôn để mình đưa sang để mình dạy cho cái đội ngũ bán hàng ấy, nó cũng rất là hiệu quả luôn. Đấy, không biết là em có áp dụng những cái kiến thức đó để mà bắt đầu đào tạo cho cái đội bán hàng của mình ấy, và thông qua những nội dung đó làm cho việc nhân bản cái người sale của mình ấy nó sẽ dễ dàng hơn và nó nhanh hơn. Không biết là em có áp dụng những cái điều đó thêm không? Em có ạ, em thấy cái đấy cực kỳ hiệu quả luôn. À, với một cái lưu ý này nha, khi mà mọi người học thầy Linh nó có cái hay như thế này này. Tức là mọi người bình thường mọi người đi học bán hàng hay là học content hay là học chạy quảng cáo ấy, hay là học tele sale thì đấy là một phần thôi. Anh thầy Linh ấy có một cái hay là ví dụ như mọi người đi học, tại sao có nhiều người đi học á về mà là gần như là phần lớn là mọi người không làm được. Tức là giống như kiểu hơn 80% mọi người đi học ở đâu đó về không làm được. Nhưng mà mọi người học ở thầy Linh nó có cái hay đấy là mọi người tỷ lệ chuyển đổi và tỷ lệ thành công cao ấy. Học trò của thầy Linh thành công cao rất là nhiều. Bởi vì sao? Ví dụ như mọi người mà có cái thanh kiếm nó rất là sắc bén. Nhưng mà khi đi sông trận ấy mà các bạn là sợ hãi này, rồi trì hoãn này, rồi đổ lỗi kêu ca ra điều kiện này, rồi là lo sợ này, rồi không sống không hết mình ấy, có nghĩa là có cái thanh kiếm rất sắc nhưng mà các bạn không sông trận thì không bao giờ thắng. À, nhưng là ở thầy Linh ấy, là mọi người học được một cái tinh thần, một cái tư duy. Đấy là mấy cái tiêu cực đấy là lột sạch bỏ hết luôn. Có nghĩa là tiêu cực rồi trì hoãn rồi sống không hết mình rồi đổ lỗi kêu ca ra phiền nữa, rồi ra điều kiện hay là mục tiêu nhỏ ấy, thì mọi người sẽ lột sạch hết mấy cái đấy, xong đấy cài vào cái tiềm thức mới ấy. Xong đấy là làm chiến đấu rất kinh khủng luôn. Đó, khi mà đã có thanh kiếm sắc đấy rồi, đấy là về công cụ về bán hàng, về công cụ về telesale hay là làm video hay là làm content mà nó sắc bén rồi ấy, mà mọi người có cái tinh thần đấy nữa là cứ đánh là thắng, đánh là thắng đấy. Đó chính là một trong những cái mà đó là khi mà mình hướng dẫn cho mọi người về cái phương pháp rồi, về cái cách thức làm rồi, công cụ rồi. Đấy, nhưng là vì sao anh phải luôn có thêm những cái module đó là về việc đó là giúp cho mọi người thay đổi về cái về mặt về tư duy. Bởi vì cái yếu tố để quyết định đến cái sự thành công của mình ấy, nó nằm đến cái tư duy, nó cũng rất là quan trọng. Bởi vì đôi lúc là kể cả giống như những người, kể cả em bây giờ em làm, không biết là em có sẽ có những cái trải nghiệm đó hay không, nhưng là kiểu là có những người dù đã thành công rồi nhá, đã làm việc rất hiệu quả, kể cả trong cái team của mình vậy. Nhưng nếu mà lâu lâu mình quên nói về cái mặt về tư duy cho người ta ấy, thì bắt đầu tung xuống và người ta mất đi cái cảm hứng để người ta làm việc, thì những lúc đó mình phải chèn vô, mình phải đưa vô cho những người đó. Nên là cái ở đây đó gì, ngoài việc mà mình cung cấp cho họ về kiến thức, cung cấp cho họ về cái công cụ, thì mình phải giúp cho họ đó là thay đổi về mặt về tư duy. Bởi vì khi mà người ta thay đổi tư duy thì người ta sẽ thay đổi về những cái thứ bên ngoài, và lúc đó bắt đầu họ sẽ phát triển mạnh hơn. Và cái phần mà tư duy nó giống như là một cái gọi là một cái bệ phóng tên lửa ấy, để tốt cho người ta đi, và lúc đó nó đến nơi điểm đích ấy, thì nó sẽ cung cái điểm đến ở cái mục tiêu của mình. Đó. Đấy. Ok. Thế đó là lý do vì sao em phải luôn luôn đưa vô trong đó. Thì bây giờ thì đó là cái mà em nhận được. Vậy thì bây giờ đấy, hiện tại cũng có rất nhiều người ấy, họ vẫn mong muốn tham dự cái chương trình của anh. Họ vẫn mong muốn đồng hành cùng với mình, nhưng là họ vẫn còn lo lắng này, họ vẫn còn e ngại, họ vẫn còn sợ là không biết là tôi có làm được không, rồi là tôi cũng là một người mới. Anh ông Linh là ông có thương hiệu rồi, ví dụ như có một số người họ nói là anh Đan Lê anh có thương hiệu rồi, hay là ông Huy bây giờ có kênh mấy chục ngàn follow rồi, thì bây giờ tới một người mới như tôi là tôi có cơ hội không? Thì với em là một người trải nghiệm từ cũng con số không đi lên, rồi bắt đầu bán hàng cũng từ khi mà chưa có thương hiệu, thì em có điều gì muốn chia sẻ với mọi người ạ? Đấy là cái đầu tiên, ví dụ như mình nói là mình còn trẻ này, hay là quá già này, hay là không biết sử dụng máy tính, hoặc là vốn chưa nhiều, hoặc là vốn nhiều đi, có là vốn ít vốn nhiều, cái điều đấy nó không quan trọng. Tiền nhiều tiền ít có sẵn ít không quan trọng, quan trọng là tinh thần chiến đấu. Và một cái mà Huy tâm đắc ở đây đó là khi mà mình muốn thì mình sẽ có cách để làm thôi. Thì ví dụ như hồi đấy là ban đầu có nhiều người, cũng có nhiều người bảo là làm kinh doanh, làm online, rồi làm telesale, làm video mà nói về tiếng địa phương thì làm sao mà làm được. Nhưng mà mọi người hình dung nhé, đầu tiên nói về tiền thì lúc đây là ban đầu Huy là không tiền, không kiến thức về online. Và lúc đây là cứ bán đi vỉa hè với lại bán chợ không à. Rồi không mối quan hệ luôn. Tức là vào Sài Gòn chẳng biết ai trong đấy luôn. Mà có người quen cũng không gặp luôn, bởi vì mình chỉ gặp những cái người mà mình muốn gặp thôi. Đấy, xong đấy là tiền thì cũng có mà cũng biết nhờ ai trong đấy luôn. Lúc đấy là cũng kiểu là bởi vì không có đường nào để thực hiện mục tiêu nữa, là phải làm thôi. Thì máy tính cũng không biết xài. Lúc đấy là Huy nhớ là lần đầu tiên mà trong lớp học ấy, thầy lên bảo là bao nhiêu trong số các anh chị ở đây mà ai không biết dùng file Excel thì giơ tay lên. Xong rồi Huy giơ tay lên, nhìn qua nhìn về không có ông nào giơ hết. Tức là mỗi mình không biết à, mấy ông đây biết hết. Thế là lúc đấy cũng ngại, mà bảo là thôi kệ, mình cứ vào đây mình học thì kêu gì mình cũng biết. Thế bắt đầu là mấy ông kia là chạy quảng cáo là rẻ lắm nha.
chạy có 20-30 nghìn một khách, mười mấy nghìn một khách cũng có luôn. Lúc đấy em chạy 100-200 nghìn một khách luôn, nhưng mà được cái là em telesale, tức là mấy ông đã nói tiếng được, tiếng phổ thông em không nói được, nhưng mà bởi vì mình không có con đường nào để mình làm được hết đấy, mình có nghĩa là không có sự lựa chọn nào, không mình cứ bắt lấy, mình nói tiếng Huế cũng được, nói tiếng địa phương cũng được. Và sau đấy là mình bán được nhiều, bởi vì mình lì quá, mình không còn đường nào để mình làm được hết đấy. Thì lúc đấy là mấy bạn đấy chạy khách ra rất nhiều rất rẻ, nhưng mà mấy bạn đấy không chịu gọi, thì gọi lại gọi ít hơn ấy, mấy bạn cùng học với mình đấy, thì mấy bạn bán được ít hơn, còn mình là mình cứ gọi và lúc đấy mình bán được nhiều hơn nhờ là mình lì. Sau đấy là em luyện được cái kỹ năng về telesale rồi ấy, thì bắt đầu em là đi tối ưu ad lại, và lúc đấy ad nó rẻ, cái quảng cáo ấy nó rẻ ấy, chứ ban đầu là em chạy ad đắt lời mắt luôn. Và mọi người bảo là không biết xài máy tính, Huy nha, Huy là hồi đấy có học đại học bách khoa, nhưng mà từ lúc nhỏ đến lúc mà sinh viên đó, không bao giờ chơi game, không đi tìm net mà cũng không biết xài máy tính luôn. Xong là ví dụ như mà thi tin học qua môn á, là nhờ là mấy cái đứa bạn giỏi á, nó ngồi gần á, bảo là mày làm nhanh lên, xong rồi mình thi giùm tao cái phần đấy luôn, xong là tí nữa tao ra mua nước với lại mua đồ cho mà ăn. Thế là qua môn là nhờ như thế. Và đến nỗi mà Huy thi đại học nha, cái môn tin học đại cương á, học có nửa chị thôi, cái môn đấy có nửa chị thôi, nhưng thi hai lần rất cái hay luôn. Đó là thi cái môn tin học đại cương lúc mà năm 1 năm 2 đại học ấy. Thế là làm một chứng lộ mọi người biết là Huy không biết tí tẹo gì về máy tính lúc đấy luôn. Lúc đấy xong rồi bắt đầu mua cái máy tính cũ á, hồi đấy là làm gom có tiền á, mua cái máy tính cũ á, làm gì có tiền nhiều. Mua cái máy Dell ấy mà nó chạy nó cũng bập bẹ nè, nó kiểu nó load không được nhanh ấy. Xong là thằng Quốc ấy nó ở cùng phòng trọ, hồi đấy là sinh viên là hai đang ở cùng phòng trọ mà. Rồi. Nhờ nó copy paste ấy, là ông nhờ nó chỉ luôn, rồi lưu hình ảnh xong nha, mà nó đi chơi ở đâu mà mình mở ra là bảo gọi video nó, bảo là mày chị đang mở hình lên với, chứ bây giờ lưu ở đâu tao không biết. Nó mở lên luôn mà, đến nỗi như thế luôn. Thì thật ra là chạy quảng cáo mọi người chỉ cần copy paste với đánh máy được rồi, được rồi, còn mấy cái kỹ thuật đấy nó làm lui làm tới mấy cái, làm quen là mình biết làm hết à. Đấy, nói chung mấy cái đấy nó đơn giản thôi. Cho nên ví dụ như mọi người bảo là không có thương hiệu, mà mấy bảo là mọi người bảo là phải đẹp trai hay là xinh gái thì lên video mới nhiều người mua hàng, nhiều người mới tin. Nhưng không phải đâu mọi người, nó ngược lại. Khi mà mình xấu, mình lên video nhiều tự nhiên mình đẹp lên. Bởi vì mọi người xem lại những cái video cũ hồi video xưa, nó vừa gầy vừa đen vừa xấu, mặt vừa mù ấy, nó nhìn nó ngáo. Mà lúc đấy bởi vì mình cứ làm và sau đấy tự nhiên mình lên video nhiều, buộc mình phải chăm sóc nó đoàn hoàng hơn, tức là mình chăm sóc nó kỹ hơn. Cái thứ hai là mình sáng nào mình cũng soi gương, mình đi vệ sinh nữa, mình soi gương mình bảo là sao mình đẹp trai quá, tức là NLP hoài, nó đẹp trai thật luôn. chính xác tức là nhìn người đẹp phải học đúng không? Dạ, đó là thứ hai. Đấy là hồi đấy em có ở dao động từ 52 đến 57 cân à, em ăn về em tập gym nó không lên luôn. Xong bây giờ đợt vừa rồi trước Tết ấy, là 80 cân, xong bây giờ em siết lại nó còn là 76 cân. Thế là đẹp hơn so với hồi xưa, cân nặng nó cũng cân đối hơn luôn. Đấy. Đấy, thế thì ở đây anh chị chúng ta thấy nhá, là Huy là một người không biết về công nghệ, không biết gì cả. Bởi vì trước giờ ấy, là giống như cái ngày đầu tiên, tại sao anh phải đặt câu hỏi là có ai biết về sử dụng Excel hay không? Bởi vì đối với là làm online chỉ cần là mình biết dùng máy tính cơ bản thôi. Đấy, thậm chí là mình chỉ biết đó là mình click chuột, mình bấm bàn phím, mình biết làm những cái đó là được rồi. Rồi sau đó mình học dần. Bởi vì những cái ở làm trên online ấy, nó liên, và đặc biệt là thời điểm bây giờ nữa thì nó lại càng đơn giản hơn. Thì mấu chốt để quyết định sự thành công ở đây đó là cách mà chúng ta làm content. Đó, chúng ta có thể viết content rồi chúng ta quay, mà bây giờ là dùng bằng điện thoại chúng ta quay luôn, chứ chúng ta không cần phải gì cái ghê gớm. Và hồi đó anh cũng hướng dẫn cho mọi người là bằng cầm điện thoại của mình quay luôn. Hồi đó vẫn là chưa có làm cái chân máy quay đúng không? Còn toàn cầm tay quay, vẫn có thể quay được. Đó, bởi vì cái suy nghĩ của anh đó là gì? Quyết định đến cái content của mình rẻ và có tỷ lệ chuyển đổi cao hay không ấy, nó nằm ở chỗ đó là nội dung. Thì mình chỉ cần tốt về mặt về nội dung, rồi sau đó cái phần mà quay edit video ấy, thì mình hoàn toàn có thể thuê những cái người khác đấy, là edit video cho mình. Thì những người người ta chọn đó, mình thuê họ là người ta edit lại cho một cái video là từ 100.000 cho đến 300-400.000, nó tùy độ dài của video. Thì mình thuê những họ làm cho video của mình nó chuyên nghiệp hơn, nó đẹp hơn, thì lúc đó nó sẽ hiệu quả hơn và nó tiết kiệm thời gian. Còn thời gian chúng ta tập vào những thứ quan trọng, đó chính là content. Content hay thì ad nó rẻ, đó tỷ lệ chuyển đổi nó cao, và sale và cái thứ hai đó là sale giỏi thì nó ra tiền. Đấy, thế thì bây giờ thay vì mình ngồi cả 1-2 giờ đồng hồ để mình edit một video ấy, thì 2 giờ đồng hồ đó mình có thể bán được 5-7 triệu rồi. Thì đấy, 5 triệu đó mình chỉ cần bỏ ra 300.000 là bắt đầu mình thuê một cái bạn làm edit video cho mình rất xịn luôn. Thì lúc đó mình có kỹ năng mà tạo ra nhiều tiền nhất
chứ không phải tập trung vào những cái thứ mà nó tạo ra ít tiền hơn. Bởi vì edit video, mình ví dụ mình trả 300 ngàn đi cho một video thì mình thuê được một bạn họ edit cho mình cái phần đó, thì mình tiết kiệm được cái thời gian, thì có là mình kiếm được 4-5 triệu ở đây. Đó, sau khi trừ chi phí mình đợi được 4-5 triệu, mình lấy 4-5 triệu đó mình trích ra 300 ngàn để mình thuê cái này, thì mình tiết kiệm được thời gian và mình tập trung mình làm tốt. Còn về vấn đề quảng cáo thì anh luôn biết rằng là cái ad của mình nó rẻ không ấy, nó nằm ở chỗ đó là nội dung. Nên là phần quảng cáo mình có thể thuê một cái bạn mà người ta chạy quảng cáo cho mình, và sau đó mình trả 5-10% trên cái ngân sách quảng cáo của mình. Ví dụ mình chạy là 100 triệu thì mình sẵn sàng mình trả cho họ là 10 triệu tiền quảng cáo. Đúng không? Thì như vậy là coi như là 110 triệu tiền quảng cáo. Nhưng nó đổ lại cho mình, ví dụ mình tập trung mình bán hàng, mình tạo ra được doanh số là 3 tỷ hay là 4 tỷ chẳng hạn, thì nó phải sẽ tạo ra cho mình một cái lợi nhuận nó tốt hơn không? Đấy. Đúng rồi. Là cái mà cái tư duy, mà đó là lý do tại sao anh hướng dẫn, mà anh luôn nói rằng là mình chỉ cần làm biết được cơ bản thôi, để mình gõ biết đánh máy tính, để mình gõ bàn phím, để mình viết content sau quay video, xong rồi bắt đầu mình upload cái video lên Drive rồi gửi cho một cái bạn edit video là xong. Họ edit vào, mình download về, bắt đầu mình up lên, mình viết content vô đó, rồi bắt đầu chạy quảng cáo, mình thuê một người khác chạy, rồi sau đó việc ra data là mình chốt sale liên tục. Đó, thì bắt đầu trong quá trình đó mình học dần lên. Và đó là lý do vì sao anh nói rằng chúng ta chỉ cần biết một cái cơ bản thôi là chúng ta đã làm được rồi. Bởi vì chúng ta sẽ tập trung vào những cái thứ quan trọng để tạo ra nhiều tiền. Đấy, tập trung vào những thứ quan trọng. Những người thành công nó khác với người bình thường ở chỗ đó là chúng ta biết tập trung vào những thứ quan trọng, chứ không phải mình ôm đồm tất cả mọi việc, mà mình tập trung vào những thứ quan trọng, những cái thứ mà nó tạo ra nhiều tiền nhất, thì chúng ta tập trung kỹ năng của mình nhiều ở đó, thì lúc đó nó hiệu quả. Giống như là ông Trương Gia Bình đến nay là chủ tịch của tập đoàn FPT đúng không? Nhưng mà những cái hợp đồng mà mấy trăm triệu đô, ông vẫn là người đi bán hàng. Và ông nói ông phải là một người bán hàng giỏi nhất của công ty. Và những hợp đồng lớn nhất thì ông tập trung vô những cái hợp đồng lớn, và ông là một cái người gọi là một người lãnh đạo là phải rất giỏi về bán hàng. Đó là lý do vì sao là rất nhiều anh chị mà chúng ta học ở trong chương trình của mình ấy, thì anh giúp cho mọi người thành công, bởi vì anh tập trung cho mọi người những cái kỹ năng nó quan trọng nhất, và những cái thứ đó sau này nó là cái nền tảng để cho mình dẫn dắt cái doanh nghiệp của mình nó tốt hơn. Thế bây giờ là khi mà em đã đến nay là cũng được 7-8 năm rồi, thì nếu như cái điều mà em muốn chia sẻ cho những người mà họ đang xem cái chương trình này ấy, thì em muốn chia sẻ với mọi người cái điều gì từ sâu thẳm trong trái tim của em ấy? Ví dụ như là nó có nhiều cái để chia sẻ lắm, nhưng mà bây giờ Huy nói thêm một cái này là ví dụ như thường thường mọi người bảo là quay làm ấy là phải có máy quay chuyên nghiệp hay là phải có đổi edit chuyên nghiệp các kiểu ấy, thì Huy chia sẻ thêm một tí, đó là thường thường ấy là hồi đầu ấy là Huy cũng đua đòi, cũng thuê nguyên một cái ekip mà quay dựng phim luôn, giống cái đoàn phim luôn, nhưng mà sau đấy là mình cảm thấy nó không cần lắm, không cần dùng lắm, sau đấy là Huy không dùng luôn, và mãi sau này là Huy không dùng nữa, và Huy quay video là chủ yếu là quay bằng cái điện thoại như thế này, và thực ra edit cũng không edit luôn. Ví dụ như mà họ lúc nào mà cái video của mình bấm bằng tay ấy, mình dựa vào trong cái máy tính này, dựa vào đấy thì mình bấm bằng tay, mình mới cắt đầu cắt đuôi thôi, còn lại không cần edit luôn. Mọi người để ý video của Huy bán hàng chủ yếu là không cần edit. Cái thứ hai đấy là những cái video mà bán hàng mà có cả hàng triệu view á, có nghĩa là video bán hàng chứ không phải video giá trị hay trao giá trị nha mọi người, mà nó có cả hàng triệu view á, là nó đến từ cái máy tính Huy dùng. Tức là Huy phỏng vấn khách hàng và sau đấy là mình quay lại cái màn hình máy tính ấy. Rồi xong đấy là mình gọi là mình có edit một vài cái cơ bản thôi, chứ không phải là nó cao siêu lắm. Cái đấy là gần như ai chỉ cái là cũng biết làm thôi, mà nó cũng là nó rất là cơ bản luôn. Và sau đấy là những cái video đấy nó có cả hàng triệu view. Huy có những cái video mà đến mười mấy triệu view, mà rất là nhiều cái video như thế nha. Mọi người vào trong cái page của Huy sẽ thấy rất là nhiều cái video như thế luôn, mà bán hàng rất là hiệu quả luôn. Và có những thời điểm là có những người bảo là làm online là phải video là phải quay đều và phải đăng liên tục và phải ra video liên tục. Thật ra nếu mà làm được như thế thì quá tốt. Nhưng mà thật ra có những lúc Huy 6 tháng đến 1 năm không ra cái video nào luôn. Tức là lấy mấy cái video cũ cứ chạy đi chạy lại. Xong rồi cứ bán hàng lên đấy thôi. Và đội ngũ của Huy cứ lấy data đấy mà gọi. Lấy data đấy mà bán, chứ không phải là ngày nào làm video đâu mọi người. Đấy, bây giờ bắt đầu là muốn mục tiêu lớn hơn rồi, muốn làm gương rồi, làm mẫu cho mấy bạn làm, thì bắt đầu bây giờ Huy mới siêng quay lại quay video. Chứ hồi xưa lười lắm, không quay video luôn. Bởi vì bây giờ đấy, có thêm cái phần mà TikTok Shop nữa. Đó. Thì đấy, thì bây giờ mọi người nha, mà chúng ta muốn có cái thu nhập tốt, ví dụ như chúng ta muốn có thu nhập từ 2 cho đến 500 triệu lên, có nghĩa là mục tiêu mà nhỏ ấy, khoảng tầm là chục, 20, 30, 50 ấy, thì thôi mọi người cái nỗ lực là nó có rồi. Nhưng mà mọi người mà muốn thu nhập từ vài trăm triệu cho đến vài tỷ đó lên ấy, thì mọi người cứ theo thầy lên vào. Rồi, cảm ơn Huy rất nhiều. Hôm nay đã dành cái thời gian ngồi đây để cùng chia sẻ với mọi người. Và chúng ta đang muốn làm ra những cái nội dung của mình để mà
cái chi phí quảng cáo chúng ta giảm xuống và tỷ lệ chuyển đổi của chúng ta tăng lên, và chúng ta gia tăng về cái kỹ năng bán hàng của chúng ta nó hiệu quả cao hơn, và để chúng ta tạo ra những cái lợi nhuận nó tốt hơn, chúng ta sẽ tập trung vào cái lợi nhuận tốt hơn. Thì cái chương trình 21 tuần luyện content chuyển đổi cao trên mạng xã hội, để chúng ta đăng ký chương trình này thì chúng ta hãy để lại tên, số điện thoại và inbox trực tiếp cho Linh, và Linh sẽ là người trao đổi trực tiếp để xem là chúng ta có phù hợp với chương trình hay không. Bởi vì sao? Những cái người mà chúng ta thuộc về, ví dụ như một số ngành hàng nó khác mà Linh thấy rằng là mình không thể hỗ trợ được cho anh chị, thì Linh sẽ nói luôn với anh chị là cái ngành đó là không nên học. Cái thứ hai đó là những cái người mà đổ lỗi, kêu ca, phàn nàn, ra điều kiện. Đấy, thì thường những giống như lúc nãy Huy nói đó, thì thường những cái nhóm người đó thì Linh sẽ không làm được. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình làm để quyết định đến sự thành công ấy, thành công hay thất bại nó luôn luôn chúng ta phải học cách, đó là mình phải chịu trách nhiệm 100% về bản thân mình, đúng không? Cái mà Linh có thể cam kết được và hỗ trợ được cho mọi người đó là gì ạ? Đó là mình hết mình. Đó, mình hướng dẫn hết mình chỉ hết mình. Đó, ví dụ như Huy là sau mấy năm rồi mình có những hay mới mình vẫn cập nhật, đúng không? Hay là mỗi lần ta ghé qua Đà Nẵng là alo Huy, là bắt đầu anh em lại đi ăn uống cà phê với nhau. Đó là gì ạ? Cái quan trọng nhất đó là học viên phải hết mình, phải chiến đấu hết mình thì mình luôn hết mình được. Chứ còn nếu mà vô chưa gì phát là đổ lỗi cái này, đổ lỗi cái kia thì thường là Linh sẽ không có muốn làm việc với những người như vậy. Bởi vì sao? Dù là Linh rất là mong muốn để hỗ trợ giúp đỡ cho anh chị, nhưng cái mà mình cần đó là gì? Chúng ta phải học cách chịu trách nhiệm 100% về bản thân mình, chúng ta học cách sự tích cực. Thì lúc đó cái sự hỗ trợ của Linh và với sự nỗ lực của anh chị cùng với sự hỗ trợ của Linh thì lúc đó chúng ta mới thành công được. Cũng là cái ngành về việc mà đào tạo này nó sẽ khác so với những cái khác một chút. Đó là chúng ta phải có sự tương xứng của hai bên lại với nhau thì lúc đó chúng ta mới giúp được nhau thành công. Nên là Linh sẽ có một cái buổi trao đổi nói chuyện với anh chị để xem là chúng ta có phù hợp để chúng ta đồng hành cùng với nhau được hay không. Đấy, và nếu như chúng ta muốn đồng hành, chúng ta chưa có sản phẩm mà chúng ta muốn làm cùng với bên Linh, hay là ở đây có bạn Huy, Huy cũng là một đối tác làm cùng với Linh, và sau này Linh có một cái công ty và rủ Huy là cùng cổ đông luôn. Bởi vì sau khi mà chúng ta làm, chúng ta có kiến thức, có kỹ năng rồi ấy, thì chúng ta sẽ gọi là liên minh lại với nhau, chúng ta làm việc cùng với nhau ấy, thì chúng ta tạo ra nhiều giá trị nhiều hơn. Đấy, bởi vì quá trình mà chúng ta học với nhau, làm việc với nhau, chúng ta gọi là check được là cái ông này có uy tín hay không, có chất lượng hay không, làm việc có hết mình hay không, hay là chỉ làm được vài bữa thôi mà thấy rằng là mình vẫn chiến đấu hết mình, vẫn làm hết mình, luôn luôn với một cái tinh thần của một chiến binh, thì lúc đó chúng ta bắt tay, chúng ta làm việc với nhau thì nó sẽ tốt hơn, được chưa? Thì đó là điều mà Linh muốn chia sẻ với anh chị. Và để chúng ta đăng ký chương trình đấy thì hãy để lại tên này, số điện thoại ở dưới đoạn video clip này, hoặc là inbox trực tiếp cho Linh, và Linh sẽ liên hệ và trực tiếp tư vấn cho anh chị để xem là chúng ta có thể đồng hành với nhau hay không, và Linh cũng xem là cái ngành của anh chị có phù hợp hay không, con đường của anh chị chúng ta phù hợp hay không. Bởi vì cái sự phù hợp đó rất quan trọng, sự phù hợp thì nó mới giúp chúng ta đi đến con đường cuối cùng được. Còn nếu mà chúng ta không phù hợp thì nó sẽ rất là khó, nên là chúng ta sẽ có một cái bước đó, chứ không phải là mình chảnh hay là gì hết. Đây hỏi luôn là anh có chảnh hay không. Đây mọi người, có nghĩa là nó ở thầy Linh có cái hay là khi mà mọi người mà đối tác hay là nhân sự hay là học viên ấy mà không hết mình ấy, là thầy Linh là im, cũng là cái im như thế. Nhưng mà khi mà đối tác hoặc là học viên hay là nhân sự ấy mà làm việc hết mình ấy, có là làm việc chiến đấu ấy, cũng nghĩa là cứ làm thôi, cứ xông vào là làm ấy, thì thầy Linh là quay lại hỗ trợ rất là sâu luôn. Còn nếu mà tiêu cực thì thôi, mà tiêu cực tốt nhất của mọi người đừng nên gặp thầy Linh, bởi vì năng lượng không cao là dễ văng ra lắm. Tức là mọi người phải tích cực thì mới đến gặp thầy Linh mới hợp được. Đấy. Chính xác. Ok. Cảm ơn Huy rất nhiều đã dành buổi tối hôm nay để ngồi đây chia sẻ cùng với tất cả anh chị trong cái chương trình Zoom này. Cảm ơn tất cả anh chị chúng ta đã theo dõi cái video này, và xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh chị. Cảm ơn Huy rất nhiều nhá. Xin chào. Ok, bye bye thầy Linh. Được rồi em ạ.